Xem không ạ, cháu không quay trở lại tụi Thịnh Vương, tôi sẽ mở hộp một model mua speed. Đó là cái mực khô mini, số lượng 23 con, mực câu khô 17 con, đây, tổng số 200.700 cái sim đây. Tôi sẽ mở hộp nha. Tôi là người mua nhưng không phải người bán, các bạn đừng có nhắn hỏi tôi. Còn muốn mua thì bấm cái link ở dưới, tôi sẽ để cái link mua ở dưới. Đây, đây kiểm tra số lượng xem đủ nhé. Số này 200.000. Nói chung thì mini, xem cái nào, tôi thấy cái nào cho các bạn dễ tưởng tượng. Đây, còn mini thì nó chỉ thân nó chỉ dài bằng cái bên lửa đó, dâu nữa hơn tí nhé. Mini là 23 con, còn cái con câu này thì hơi to hơn, hơi size nó to hơn. Size nó to hơn, cái này là 17 con. Rồi, các bạn mua hai sản phẩm này, các bạn bấm cái link mô tả video dưới nhé. Các bạn tạm dừng tại đây, các bạn like, chia sẻ video, đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.